tại hội chợ năm nay. Cụ thể, giảm giá đến 80% từ giá niêm yết chính hãng trên như gia tặng không quý vị và 20% bảo dưỡng miễn phí cho Honda tại nhà. Đặc biệt, chương trình lượng miễn phí với một tương lai. Sofa Galaxy đã và luôn khẳng định vật chất là thương hiệu kinh doanh sofa nhập khẩu chính hãng uy tín và đáng tin cậy. Như trên các loại giá không chỉ đến từ những sản phẩm đồng nhất trong phòng trang, giúp đỡ và lan tỏa tình người Việt trong cuộc chiến chống dịch từ Bắc vào Nam. Và chúng tôi rất mong muốn đây là mẫu phòng trà có phong cách đó là mang hình ảnh kết hợp giữa gỗ tự nhiên của Nhật Bản với cả đây là những mặt từ bê tông của Việt Nam ạ. Được quá. Vâng, thì công ty em hiện tại là hoạt động trong lĩnh vực thiết kế và xây dựng các công trình gỗ ở bên Nhật Bản. Thì trong năm tới là công ty cũng có kế hoạch là hoạt động tại thị trường Việt Nam, khi đó sẽ hướng tới mảng hoạt động đó là thi công nội thất, nhà hàng hay là khách sạn này, có thể là nhà ở. Phòng thì phòng thì khoảng nhiêu tiền? Một cái phòng mẫu hiện tại như thế này là bao gồm những cái gỗ tự nhiên ấy, thì mẫu này luôn chỉ có giá là 5.500 đô. Còn ví dụ mà hiện tại mà có nhu cầu đặt hàng mới từ Nhật Bản về thì một set nguyên như thế này và theo thiết kế nhu cầu của khách hàng thì sẽ có giá là 15.000 đô. Vâng, thì cái giá đấy 15.000 đô bao nhiêu mét vuông? Với cân tầm như thế này thì sẽ là phần trong chiếu này thì khoảng là 5m2 ạ. Còn nếu mà mình bao gồm một cái phần hiên ngoài như thế này nữa thì khoảng là đến 7.5m2 ạ. 7.5m2. Dạ, dạ. Thì cái phần nó phí cao cái thứ nhất đó là ở phần nguyên liệu gỗ tự nhiên của Nhật Bản. Và phần thứ hai đó là bên em là các thủ công họ toàn là thi công bằng tay ạ. Và sử dụng những cái kỹ thuật truyền thống của Nhật Bản. Mình đắp hả? Ốp sàn hả? Dạ, vâng. Cái phần ốp này là ốp gỗ sẽ ghi thì có thể dùng để ốc tường như thế kia ạ. Vâng, còn bên này có gỗ thì nó cũng có thể dùng làm ốc sàn này hay là cả là ốc tường trong những phòng tắm hơi nữa. Thì ở Nhật Bản người ta dùng khá là nhiều phòng tắm hơi bởi vì gỗ này cũng tha được nước và có mùi hương khá là dễ chịu tốt cho sức khỏe ạ. Vâng. Cụ thể giảm giá đến 50% từ giá trị chính hãng kèm theo qua bản thân giá trị và 24 tháng bảo dưỡng. Anh có thể đăng khẳng tin ở đây là thông tin về các loại gỗ của Nhật Bản và em cũng xin được đăng thêm thông tin giới thiệu về công ty em ở bên Nhật ạ. Nếu anh có nhu cầu thêm về thiết kế các phòng của Nhật Bản thì anh có thể liên hệ với em ạ. Đi vòng đây chút nữa. Cái đó cái hả?